Nói đến Cuva Orgit, Cuva Orgit thì nói chung là xét mà nó không phải là một bản nâng cấp hoàn chỉnh của Orgit, và Cuva Orgit nó giống như là một phản phiên bản gọi là sai kết hơn. Nó giống như là cái vụ Opticore được tùy biến thành Opticore Vander, thì đây cũng chỉ là trong kiểu Orgit được tùy biến thành Cuva Orgit mà thôi. Có nghĩa là nó không phải trội hơn về là nó khỏe hơn toàn bộ chỉ số khác, giống như mà nó tùy biến như sau. Giống như cái vụ Opticore rất là khỏe, nhưng mà khi sang phiên bản Vander thì nó hy sinh đam. Bù lại thì crit chain của Opticore Vander đều hơn, nạp đạn nhanh hơn mà bắn nhanh hơn. Tóm lại là nó là kiểu nó nâng cấp từ một dạng siêu khỏe siêu chậm thì biến thành một thằng yếu hơn nhưng mà lại nhanh và cơ động hơn đấy. Thì Orgit cơ bản ấy, khẩu Orgit cơ bản thì có đam rất là khủng. Đây, khẩu Orgit cơ bản có đam rất là khủng, Stratus cũng thuộc loại khá khá, 30 tận gọi là tận 35%, gọi là khỏe của một, nhưng mà bù lại crit chain thấp, các kiểu nạp đạn chậm. May ra là có thể nói đến là khẩu này là băng đạn còn to, to so với dòng đang chờ là 5 viên. Thế tóm lại là khẩu này là băng đạn 5 viên, sau đó thì đam rất là khủng. Thì bây giờ thử test với quái 165 thì mình sẽ thử bắn vào đầu nó nhé, tại vì thực ra khẩu Orgit này bắn vào đầu rất là dễ mà, tại vì đạn cũng bay thẳng thôi. Một phát, hai phát. Ồ, nếu mà may mắn thì các bạn đã thấy nó hai phát bay chết được một con này. Giờ nếu bắn vào đầu là hai phát chết được một con, còn những cái con xung quanh thì yếu đi thôi. Đấy, nhưng nói chung dao động nhé, cứ dao động thừa ra một cái nghĩa là dao động từ 2 cho đến 3 phát chết một con. Bây giờ mình sẽ thử để sang bắn spam, có nghĩa là mình sẽ không bắn trực diện bọn nó nữa, mình chỉ bắn xuống đất thôi để cho bọn nó nhận status từ cái vụ nổ của nó thôi, để xem như thế nào. Đây là quái 165 nào. 1 viên, 2 viên, 3 viên, 4 viên, 5 viên. Đến 5 viên là có thằng chết rồi, 6 viên chết. Vậy dao động khoảng 6, cứ tính rồi ra dao động từ 5 cho đến 7 viên nhé, dao động từ 5 đến 7 viên để chết một con. Nhược điểm của khẩu này là cái reload của nó hơi chậm một tí, hơi thôi, không phải là quá chậm. Ok, thì bây giờ mình sẽ sang phiên bản Cuva Orgit. Cuva Orgit thì đam bị yếu đi rất là nhiều, đam bị yếu đi rất là nhiều, nhưng bù lại được gia tăng status chain. Đây, nếu mà kéo lên thì các bạn để thấy là gia tăng status chain bản bản thường là 35% thì bây giờ lên tận 47%, và tăng một chút crit chain. Băng đạn thì bị giảm đi nhưng bù lại biến thành bắn semi, có nghĩa là thay vì bạn phải giữ thì bây giờ chỉ cần kích chuột là nó phóng luôn. Nhưng mà thế này cũng không hay lắm, tại vì nếu mà một số người quen với cái cơ chế Orgit cũ ấy, thì họ muốn là họ giữ chuột và họ ngắm thật kỹ họ mới thả tay ra để bắn. Còn với cơ chế này, nếu mà các bạn theo kiểu đấy, có nghĩa là nhỡ may các bạn đè tay vào chuột chứ không phải bạn muốn bắn, nhỡ may đè tay vào chuột cái là bạn đi mẹ luôn. Sau đó cái khẩu Orgit thường thì các bạn phải trang đúng không, tại ra nhỡ may các bạn đụng tay vào chuột thì nó chưa trang đủ vòng ấy thì nó không bắn, nó cũng đỡ hơn. Tóm lại là khẩu Cuva Orgit này nó tiện cho những người nào thích bắn luôn, thích kích một phát là bắn luôn, nhưng đối với tôi thì tôi thấy nó nguy hiểm hơn. Còn nói về spam đạn ấy thì bây giờ ổ đạn nó ngắn đi, nạp đạn nhanh hơn. Đây các bạn nhìn này, này nạp đạn nhanh hơn đấy, thấy không? Nhưng mà bây giờ nó bắn cũng nhanh hơn, được 3 viên liên tục, nhưng bù lại băng đạn nó ngắn đi, giờ tớt tăng lên và đam giảm đi. Thì bây giờ mình sẽ clear hết bọn này đi để nó tránh bị ảnh hưởng bởi những cái con đã bị nhiễm sở tớt từ trước. Thì bây giờ hãy thử nhá, thử bắn vào đầu xem con này khác, con này theo kiểu nó đơn nó khó hơn kia không. Cái con kia thì là mình lúc nãy mình test từ 2 cho đến 3 phát đúng không? 1, 2. Đấy, như các bạn thấy 2 viên là đam này, đam vẫn chưa thấy đâu với đâu. 3, nhưng từ viên thứ 3 trở đi thì bắt đầu nó nhảy đam lên. Tại vì cái vụ Sprock của khẩu này nó quá khủng. Vậy hiểu nôm na là chúng ta mất 4 viên, yếu đam đi một nửa, yếu đam đi một nửa nhưng mà bắn gấp đôi số đạn cũng hợp lý đúng không? Yếu đi một nửa thì tất nhiên các bạn phải bắn gấp đôi số lượt bắn thì mới giết được nó. Ok, hợp lý. Thế bây giờ thử bắn sang những cái con xung quanh con đấy nhá. 1. Đấy, cái vấn đề ở đấy. Vấn đề ở chỗ là thằng Orgit kia nó thiên về nấc, có nghĩa thằng Orgit thường là thiên về nấc mục tiêu, bắn mục tiêu 1 2 phát là phải bốc hơi. Nhưng thằng Cuva Orgit nó thiên về spam mục tiêu, có nghĩa là bắn liên tục mục tiêu cho mục tiêu nhiễm nhiều sở tức càng tốt. Và bây giờ đó, như thằng kia lúc nãy nó mất khoảng 5 cho đến 7 viên đúng không? Và thường thường nó chết vào viên thứ 6 đúng không? Thì bây giờ mình thử spam rồi. 1, 2, và ok, nạp đạn. 4, 5, 6.
Các bạn bắt thấy bất ngờ chưa? Hai khẩu thua nhau tận một nửa bết đam, nhưng lại có số số đạn tốn, gọi là tốn một số lượt bắn ngang nhau với một đàn quái 165. Cái vấn đề ở chỗ cái sở tất của cái khẩu Uva này quá là khủng. Sau khi build xong khẩu này đạt 100% sở tất, trong đó cái khẩu kia chỉ được khoảng tầm khẩu kia chỉ được đạt khoảng tầm bao nhiêu? Khẩu kia chỉ được khoảng tầm như như bảng build của tôi chỉ được khoảng tầm khoảng 80% sở tất. Mẹ giữa 80 đến 100 cũng rất là khác nhau. Tại vì 80 nhá, 80 có nghĩa chẳng hạn như bạn bắn ra bạn bắn 4 quả rocket nhiều multi shot chẳng hạn mà chỉ có 2 quả, 3 quả block thôi chẳng hạn. Trong khi đó nếu mà các bạn bắn ra cả 4 quả và 4 quả của block. Và chưa kể nhá, cái thế mạnh của dòng súng của bọn Lick ấy, súng của Lick là theo kiểu như đã nói nó có phần bonus element đúng không? Phần bonus element đấy nó sẽ giảm phần element của trên khẩu súng đi, nhưng sẽ không giảm phần EBS. EBS là Damage Puncher Impact Slash, có nghĩa là Damage Puncher Impact Slash không bị trừ hao hay là gì cả. Nhưng mà cái damage element sẽ bị chuyển đổi một phần, chẳng hạn như là khẩu này mình lúc mình rồi ấy là ra 40 mấy% toxin ấy. Khẩu này lúc mình farm được 40 mấy% toxin ấy. Thành ra sau khi mình gọi là đây, sau khi mình nhận khẩu này về xong, nó thành này. Đây, chỉ số của nó là như này đúng không? 427 blast đúng không? Nhưng khi mình nhận về nó thành này. 152 toxin và chỉ có 288 blast thôi. Cái vấn đề ở đây ấy, là chúng ta giảm được damage blast đi. Thành ra sau khi tôi build xong nhé, các bạn có thể nhìn. Tỷ lệ nhá, tỷ lệ blast chỉ bằng cái tỷ lệ blast chỉ bằng 1/5. Tỷ lệ damage blast chỉ bằng 1/5 so với damage coro. Trong khi đó nhá, cùng cái bảng build đấy, mình chưa nói bảng build ở đây, mình chỉ nói cùng thôi, cùng với bảng build đấy. Thằng này thì đam to hơn rõ rệt tại vì nó to gấp đôi. Nhưng các bạn có thể nhìn tỷ lệ kìa. Tỷ lệ damage blast bằng 1/3. Một cái là damage blast bằng 1/5 và một cái là damage blast bằng 1/3. Từ đó sẽ có thể thấy là cái Kuva này này, cái khẩu Kuva Ogit này này, nó status của nó block là 100% và cái tỷ lệ coro ấy nó gấp nhiều lần hơn, cái tỷ lệ coro gấp blast nhiều lần hơn so với bản thường, thành ra cái tỷ lệ ra coro đã cao lại còn cao hơn nữa. Đó là lý do tại sao cái khẩu này nó bị giảm một nửa vết đam mà cái kiểu bắn vẫn rất là xi nhê. Đấy, thành ra có thể nói là Kuva Ogit với Ogit hoàn toàn đều có thể sử dụng và đều rất ngon, nhưng nó là do style của những người. Một người thích spam hay là một người thích trang shot bắn từng viên chắc cú, hoặc là này kia một người thích cái kiểu sở tớ thấy gì, tóm lại là đó là do style của mọi người, chứ hai khẩu đều đáng sử dụng. Nó giống hệt vụ optico ấy, optico thường vẫn rất ngon và optico vanda cũng ngon. Thì bây giờ nói về bảng build. Bảng build thì cây này các bạn nên sử dụng cho mình Serration hoặc là Amalgam Serration Sweet Chamber. Không nên sử dụng Heavy Caliber nhé, nó sẽ tỏe lửa kinh khủng luôn, bay kiểu đúng là môn trời đất riêng lạ đấy. Sau thì đút Villagerman vào tối ưu kiểu số multi shot, càng nhiều multi shot càng tốt. Sau thì bắt đầu đút vào điện, mút độc vào. Mà cây này ấy là do nó có sẵn blast là CC cho mình rồi, blast là khiến cho kẻ địch ngã rồi các bạn hiểu không? Nên mình sẽ không cần phải lửa hay băng gì sơ C nữa tại vì blast là ngã rồi. Mà mình cũng gọi là đủ rồi. Thì các bạn sẽ đừng có đút lửa băng nữa mà thay đó các bạn nhồi luôn móc 90 điện độc vào. Mục đích ấy là với hai móc này này nó đã đạt đủ 100% sở tốc rồi. Đút móc 90 đạt độc này để tăng cái tỷ lệ coro lên để chúng coro hay block được hơn và nó cũng sẽ khiến cho lượng đam coro to hơn, dễ nấc với quái Ferris Armor hơn. Thế thì sau khi cái bảng build này xong thì chúng ta sẽ thấy thừa một slot. Đấy, các bạn sẽ thấy nó thừa một slot. Cái slot này thực ra là để chứa revenge này, khẩu này thực ra là khẩu thừa, đúng đúng nhất là thừa một slot. Nếu mà các bạn kiếm được cái revenge này nó cộng đam cộng multi ấy, hoặc là như đã nói ở đầu video, nếu mà nhỡ may các bạn có revenge cộng crit chain ấy thì các bạn có thể đút crit chain vào cũng được. Có nghĩa là lúc đấy ví dụ nhá, ví dụ đây là một revenge cộng crit chain nhá, thì sẽ đút revenge cộng crit chain vào đây. Sau đó thì ô này đút cái revenge sau đó ô này đút cái móc crit chain cơ bản này vào. Hiểu chưa? Sau thì có thể vứt một trong hai móc 90 đi để đút cái móc crit đam cơ bản vào. Đấy, ý rồi như vậy. Còn trong trường hợp mà cứ lành nhất là cứ chơi đam multi shot cái này của tôi. Do cái này nó thừa slot thành ra không cần có cái gì đặc biệt, chỉ cần main start thôi. Đó là đam và multi. Đam multi không gì khác, chỉ có đam và multi. Đấy, cứ tống vào đây. Ok. Sau đó thì cây này nhá, nếu mà các bạn build như thế này, nếu mà các bạn build như thế này thì đang nói là không có revenge, giả sử không có revenge nhá. Giả sử không có revenge thì chúng ta nói chung là cây này cũng khó nhỉ, tại vì bây giờ mình đã dùng hết hai móc 90 mẹ rồi. Trong kiểu không được dùng heavy caliber cơ.
Nó đành phải dùng lửa. Mẹ dùng lửa bây giờ rút đốt lửa vào thử cũng thừa. Các bạn có thể đút Firestorm để tăng phạm vi nổ nó lên nếu các bạn thích. Các bạn đừng lo, tại vì nổ to hay nổ nhỏ thì bây giờ Oasis nó cứu rồi. Đam băng à? Không, đam băng hiện giờ chưa được búp, đéo dùng. Ôi, nếu mà kiểu nếu mà ai thích thì cứ như này đi. Đây, để Koro sau ô slot cuối cùng đút cái móc 90 lửa vào. Đam lửa thì bây giờ mỗi khi dính lửa nó sẽ giảm 50% tổng ammo con quái. Nó chỉ giảm một lần thôi. Các bạn dính tiếp lửa chỉ giúp làm mới thời gian của cái đấy thôi. Có nghĩa sẽ khiến cho cái hiệu ứng nó giảm 50% ammo con quái đấy tồn tại lâu hơn thôi. Và mỗi khi dính đam lửa ấy, thì nó sẽ tăng thêm đốt máu trên dây. Hiện giờ có một cái bug ấy, đó là không biết sau này DL có sửa không, nhưng hiện tại vào thời điểm video này là cái móc Nightwatch Navan ấy không, cái móc này này là sau khi bắn xong để lại một AOE lửa ấy, là không hoạt động trên khẩu Kuva này, không hoạt động trên khẩu Kuva Oki. Ok, móc này thì ngày trước rất là rác, rất là rác luôn. Ngày trước rất là rác, nhưng mà từ ngày DL búp đam lửa ấy, thì cái móc này rất đáng sử dụng. Thì mình sẽ nói trong cái video về Oki thường sau, mình sẽ nói bổ video bổ sung về Oki thường sau. Còn hiện giờ đang bị bấc bấc trên cây này thì không thể nói được. Đấy, thì thử này đi. Thì bây giờ mình với bảng build ăn, với bảng build gọi là không forma nhá. Mình sẽ summon bọn quái level hơi cứng cứng, chúng ta hay gặp nó level 90 chẳng hạn. Thử đam. Đấy, xong một ổ đạn là cả lũ gần nghèo. Thực ra trong lúc kẻ địch ngã mình vẫn có thể căn được đầu nó. Cũng hụt rồi. Đấy, nói chung là chơi cái Kuva Orgit này và các bạn xác định đây là súng spam đi, chứ không phải là súng nấp như cái bản Orgit thường nữa. Ok. Khẩu này thì build mắc Koro để đánh với Infect với cả đánh với cả Amor. Còn đánh với cả Cobert thì dùng Gat. Đây giả sử mình cũng dùng nguyên bảng này nhưng mình đổi hết sang gát, có nghĩa mình sẽ dùng giữ nguyên hai móc toxin này, mình để cái lửa này đổi lên là thành gát rồi. Đây, đổi lên là thành gát rồi. Đấy, bây giờ tự nhiên bị thừa hai móc điện. Bây giờ kiểu đút thêm móc lửa vào cũng chả tác dụng gì, tại vì nếu các bạn đút thêm móc lửa 60 vào ấy thì đây này, các bạn đút móc lửa vào 60 này thì vẫn một chút 100% nữa rớt. Cái lửa này này nó ý là nó cái lửa này là giúp tạo ra gas. Lửa là toxin với cả lửa cộng với nhau là ra gas mà, nhưng mà cái phần mất máu trên dây thì ảnh hưởng bởi phần toxin thôi. Cái phần lửa này nó không có tác dụng gì liên quan đến đốt máu trên dây cả. Nhưng mà thôi cứ thay vào, mục đích để thay vào để cho khiến cái tỷ lệ đam blast nó đam gas nó to. Đây là các bạn thể thấy đây. Tỷ lệ đam gas nó gấp rất là nhiều lần blast. Thì bây giờ mình thử bắn gas xem nó có sấp một lần, xem nó có block nhiều hơn là cái vụ test trong cái video Kuva Tonko không nhá. Bắn xuống đất rồi nhá. Ô, chết mẹ rồi, bọn quái level bao nhiêu vậy? Quái 90 à? Quái 90 thì block, nói chung là block nhiều hơn. Sở tốt cổng này cao mà, sở tốt cổng này đúng là kiểu 100%. Mà theo kiểu cái tỷ lệ gát nó cao như thế thì đấy, nó cứ nhảy một lần đam chết mẹ hết rồi. Bây giờ thử tăng lên level 165 đi. Đây, một hit. Đấy, một hit khá là thấm đấy. Bọn này chắc là hai hit. Tại vì do cái khẩu này như đã giải thích ấy, nó là biến thành súng BAM rồi, nó giảm hết đam đi, nên các bạn thấy thì là các bạn sẽ BAM hết cho mình 3 viên mà nó chắc cứ. Nhiều khi không cần đến 3 viên đâu, nhưng mà kiểu phong cách của nó là bây giờ BAM rồi đúng không? Nhưng vừa rồi chúng được có 2 ấy, nhưng mà cũng đủ chết được bọn này. Bốc hơi. Ok. Đây là bảng build Orgit. Thì khẩu Orgit này này nếu mà để chọn element ấy thì mình khuyên là các bạn nên chọn cũng nên chọn lửa. Mình nghĩ là không nên chọn lửa chứ. Không nên chọn lửa tại vì sao? Tại vì khẩu Orgit này là một khẩu thừa slot. Và khi các bạn build sang theo kiểu dù là bảng build Koro hay là bảng build Lungat mình vừa mới làm cho các bạn ấy thì các bạn phải tua lại để xem, thì chúng ta đều nhét móc lửa vào. Có nghĩa là chúng ta cần đam lửa nhưng không cần nó to hơn nữa. Nếu mà bây giờ các bạn chuyển đổi đam ấy thì sẽ khiến cho cái phần đam lửa cao hơn nữa, chả để giải quyết được vấn đề gì.
Tại vì như đã giải thích, cái mất máu trên dây ấy nó ảnh hưởng về phần độc thôi. Và ở bảng corrosive ấy, ở bảng corrosive thì cái coro to nhất, có thêm lửa vào thì cũng không nên to hơn, kiểu nếu mà các bạn có cho thêm lửa vào cũng không nên cho nên to hơn coro. Đây, để quay lại cái bảng đấy. Đây. Đây như sau cái bảng đây, bảng lúc nãy đây. Các bạn thấy đấy, phần lửa 2006 và phần coro vẫn cao đúng không? Mình không cần phần lửa cao hơn nữa, phần lửa cao hơn để làm gì, phần lửa nó chỉ cần block một lần thôi. Mục đích chính của nó chỉ để block một lần để cho nó kiểu nó giảm 50% tổng armor đi thôi, để chúng ta bắn liên tục mấy phát coro nó chết. Hiểu chưa? Còn anh nghĩ là khẩu này nó thật, nếu mà đã chơi Orgit thì cố gắng chọn con lick nào Toxin. Tất nhiên là mình không 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 phải là cứ kiểu à, chứ không phải chúng ta đi giết cái con Kuvala Vinh bằng vua phem Toxin thì nó sẽ ra cho mình khẩu Orgit, đúng không? Tại vì mình chỉ xác định được element nó sẽ ra thôi. Mình cầm Sarin đi giết nó chẳng hạn, mình chắc chắn nó sẽ ra Toxin rồi. Nhưng biết đâu nó đéo ra, nó đéo ra Orgit cho mình sao, nó cho súng khác thì sao? Thôi cái đấy thì cũng phải may rủi, đúng không? Nhưng mà nói chung là khẩu này thì nên chọn element Toxin. Nói là khẩu này chỉ nên chọn Toxin, không nên chọn mấy cái khác. Còn về Acilus ấy, Acilus thì do bây giờ nó thừa một ô này, thành ra các bạn nên sử dụng cho nó Cautious Shot. Ngày trước ấy mình khuyên là không nên sử dụng Cautious Shot, tại vì Cautious Shot ấy nếu mà ngày trước nó phải đúp vào một ô như này, nó sẽ trừ đam đi. Tại vì Cautious Shot đã trừ 15% tổng đam rồi, nó giống cái móc mà tăng fire rate mà trừ đam của bụng của sniper của à quên, của cung ấy, hiểu không? Nó không đáng kể gì, nhưng các bạn phải hy sinh một slot đam để tống này vào, thành ra là ngoài cái mất 15% này đi ấy, nó còn mất đam của cái ô các bạn hy sinh này. Thành ra trong cái bảng mình đã nói có một video nói riêng về cái Cautious Shot ấy, thì khi các bạn sử dụng Cautious Shot như ngày trước nó sẽ khiến cho các bạn thiệt hại khoảng tầm 30-40% tổng đam, rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ do nó có nguyên một cái slot riêng này, thành ra chúng ta tống vào đấy thôi. Đấy, nó đỡ rất là nhiều, gần như là chỉ giảm một ít thôi, một gọi là không bị quá là lớn như lúc trước nữa. Thành ra các bạn hãy đút một cái Cautious Shot vào để nó sẽ tránh cho các bạn bị nấp chính bản thân mình. Đấy, như các bạn thể thấy ở đây. Ôi, thế đấy là kiểu đấy nhá, bây giờ thử quay lại cái bảng có revenge của tôi, tôi đút vào Cautious Shot vào. Đấy. Đấy, mang tiếng có revenge vào đấy mà cũng không thể chết được, các bạn thấy rất là an toàn. Đây là bảng Coro nhá, bắn Coro bắn vào này thì không đúng bài không, nhưng đang test thử không? Đây các bạn có thể lao lại gần kẻ địch không? Bắn vào đầu nó và sau đó bam vào mặt nó như này. Tất nhiên là mình hạn chế đứng gần để tránh bị rung. Đấy các bạn có thể thấy Coro bắn vào này thì vẫn đau đấy, nhưng mà làm sao nhanh bằng gas được? Tại vì cái khẩu sở tức của này nó cao quá, vừa rock Coro thì bọn này chả đẹp gì. Đấy nhưng các bạn thấy ý mình đang nói là cái móc khi tạo cao tiếng sót bây giờ đang hoàn toàn đáng sử dụng trên các loại vô vần nổi. Cái này nói chung cho cả Orgit thường, nói chung Orgit thường bây giờ cũng nên dùng Cautious Shot. Thế nhá, thế là hướng dẫn qua về khẩu và cảm nhận qua về khẩu Kuva Orgit. Ok, bye bye.